những năm đầu, chúng tôi ở Washington DC, nước Mỹ. Có một người Trung Quốc mở một quán cơm ở đó, tên là Chu Quảng Đại, là Chu Tiên Sinh, cả đời không học Phật. Lúc đó, ông sanh bệnh, ông bị ung thư, bác sĩ tuyên bố không có cách gì cứu. Thân bằng quyến thuộc của ông mới đến đền chùa để cầu thần bái Phật, xem thử có kỳ tích xảy ra không. Tịnh Tông Học Hội chúng ta có một đồng học đã đến khai thị cho ông: không nên lưu luyến thế gian này nữa, cũng đừng dính dương thân thể này. Khuyên ông niệm Phật giảng sanh. Sau khi ông nghe rồi thì chân thật nghe lời làm theo, lập tức gọi người nhà của ông, hết thảy đều giúp ông ấy niệm Phật. Hình như được 3 ngày thì giảng sanh. Thoại tướng vô cùng tốt, từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc Phật Pháp. Đây là thiên căn trong đời quá khứ. Ở trong đời này, ông không gặp được duyên, đến lâm chung mới gặp được. Như gặp được thì liền tin tưởng, liền tiếp nhận, liền chân thật buông xuống. Không cầu bác sĩ nữa, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, 3 ngày liền thành tựu. Đây cũng là làm sao thị hiện cho chúng ta. Trên Kinh Di Đà nói, hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm xưng niệm đều có thể giảng sanh. Ông có tính tâm kiên định, có nguyện vọng này, nguyện vọng khẩn thiết, chân thật là đã mãn nguyện. Câu hỏi tiếp theo: trong Đại Kinh Giải của Hoàng Lão Cư Sĩ đã tán thán cùng cực đối với các vị đại sư như Thiện Đạo, Pháp Nhiên, Thân Loan, cũng nói thực sự là truyền thừa chánh mạch Tịnh Tông của nước ta. Nhắc đến trình độ chân tông mà Thân Loan thượng nhân đã đề xướng, chỉ có nương tựa vào một chữ tín, thường là y theo tha lực. Vì chỉ lấy công đức quả Phật mà nương tựa thì cũng như mật tông. Như Ngẫu Bích đại sư nói, được sanh hay không toàn là do tín nguyện có hay không, đó là mấu chốt của giảng sanh. Những gì mà tịnh độ chân tông Nhật Bản đã nói còn ở trong đó. Hà Lão Cư Sĩ nói tịnh tông tức là hiển thuyết của mật. Kính xin sư phụ khai thị. Những gì mà Hoàng Lão Cư Sĩ và Hạ Lão Cư Sĩ đã nói đều là chính xác, không có sai lầm. Tịnh tông có thể giảng sanh được hay không? Đúng thật, giống như Ngọc Bích Đại Sư đã nói, có thể giảng sanh hay không hoàn toàn ở chỗ có tín nguyện hay không. Còn về phẩm vị giảng sanh thế giới Cực Lạc là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Sự sâu hay cạn của công phu niệm Phật đó, các vị phải hiểu, chính là các vị buông xuống được bao nhiêu. Trong Hoa Nghiêm chúng tôi cũng đã giảng rất nhiều. Bạn có thể buông xuống chấp trước đối với hết thảy người Việt và Nhật, không chấp trước nữa, thì bạn sanh đến thế giới Cực Lạc, không phải là ở cõi Phạm Thánh Đồng Cư, mà là cõi phương tiện hữu dư. Bạn có thể buông xuống phân biệt thì bạn sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Đây là điều chắc chắn. Đây gọi là công phu. Công phu là buông xuống. Dùng một câu Phật hiệu để thay thế cho hết thảy vọng niệm, vậy thì đúng rồi. Thấu rõ đối với dạng sự dạng vật trên thế gian này, thấu rõ là trí huệ. Thấu rõ điều gì? Thấu rõ toàn là giả, không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: phần sở hữu tướng chai thị hư vọng, nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tâm kinh nói được thấu triệt nhất: vô trí diệt vô đắc. Bạn vẫn không thể buông xuống sao? Bạn buông xuống được bao nhiêu thì bạn nâng lên trên được bấy nhiêu. Bạn không buông xuống được thì chẳng có cách gì, Phật cũng chẳng giúp nổi. Có từ bi đi nữa cũng không có cách gì. Nhất định bạn phải tự mình chịu buông xuống. Đối với chính mình, thật sự nắm chắc việc giảng sanh, cố nhiên là như vậy, thì mới đi giúp đỡ người khác, mới nói đến việc hoàn pháp lợi sanh. Khi bản thân còn chưa nắm chắc thì không làm việc này.
trước hết thành tựu chính mình rồi mới thành tựu người khác. Nhưng nếu chính mình chưa thành tựu thì có thể đem công đức tu hành mỗi ngày của mình hồi hướng đến hết thảy tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, thì cũng bao gồm cả trong đó. Điều sợ nhất là gì? Là chạy đi khắp nơi, hôm nay chỗ này thỉnh, ngày mai bên kia mời, tâm của bạn đều chạy tán loạn. Tâm không thanh tịnh, tâm không định. Nhưng công phu phải là định, nếu không có định thì công phu ở đâu? Cho nên điều này vô cùng quan trọng.